Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Người vận chuyển chân dài và những cuộc chân dàn địa bàn khốc liệt. Hơn 3 lần nằm viện vì những tai nạn nghề nghiệp. Anh Lê Văn Mùi, quê Thường Tín, Hà Nội, vẫn bám trụ với nghề xe ôm. Anh bảo đó là công việc tốt nhất anh có thể làm để đem lại thu nhập nuôi sống gia đình mình. Biết anh Mùi làm nghề xe ôm lại là người thường xuyên tiếp xúc và làm việc với những cô gái trong nghề bán phấn buôn hương. Chúng tôi liên lạc với anh để được trò chuyện và tìm hiểu về những khó khăn vất vả trong công việc anh đang làm. Tuy nhiên, hẹn gặp anh Mùi không hề dễ. Anh luôn bận rộn với những kế hoạch mưu sinh. Thêm vào đó, một lý do khiến anh luôn từ chối cuộc trò chuyện với chúng tôi là công việc anh làm nhiều nhạy cảm lắm. Đến khi chúng tôi thuyết phục được anh mới dành ít thời gian vào buổi trưa của mình để trò chuyện. Anh bảo quê ở Thường Tín, Hà Nội. Nhà anh nghèo, bố mẹ chỉ là nông dân nhưng lại có đến 4 người con. Anh chỉ được học hết lớp 9 đã phải nghỉ học để theo nghề phụ hồ. Làm phụ hồ được 5 năm, anh dặn dụm được ít tiền. Anh bắt đầu lên Hà Nội cùng với nhóm bạn mở cửa hàng cầm đồ. Cửa hàng ban đầu khá đông khách, thế nhưng làm ăn được với nhau hơn 2 năm thì một người bạn trong nhóm phản bội. Cậu ta gom toàn bộ tài sản của anh em rồi bỏ trốn. Lúc này anh Mùi đã có vợ và vợ đang mang thai. Vì thế anh không còn cách mưu sinh nào khác. Anh vác xe máy, tài sản duy nhất của mình ra đường để làm xe ôm. Nhưng làm xe ôm cũng không đơn giản. Hôm đầu tiên anh nhớ lại, anh đang bắt khách ở gần cổng bệnh viện Bạch Mai thì một thanh niên nhỏ thó ra gọi anh vào quán bia làm vài chai. Nghĩ mình chẳng có tiền, vợ con ở nhà còn đang đói rã họng, khách thì chưa kiếm được nên mình từ chối thẳng thừng. Không ngờ buổi chiều mình bị một nhóm người lùa vào ngõ và đánh tơi tả, anh Mùi kể. Hôm sau biết luật, mình tìm gặp đại ca quản lý đội xe ôm trong khu vực để mời họ chầu nhậu rồi xin xỏ đất làm ăn. Từ đó cứ thỉnh thoảng mình lại mời các đại ca 1-2 cốc bia nên được đứng đón khách ở những vị trí đẹp mà chẳng ai hỏi đến nữa. Tuy nhiên, được đại ca tạo điều kiện thì cũng đồng nghĩa với việc bị nhiều người ghen ghét, anh Mùi kể. Hôm đó mình nhớ lại là trời đã khuya, chắc khoảng 23 giờ đêm, cánh xe ôm khu vực đã nghỉ gần hết, còn mình đang cần tiền nên cố nén lại đón thêm khách cuối. Đang đứng thì hai thanh niên từ trong bệnh viện lại gần. Một trong hai người bảo mình cứ trở về Ngọc Hồi, Thanh Trì. Nhìn đôi thanh niên mình thấy gai gai sống lưng, nhưng cuối cùng mình cũng tặc lưỡi. Xe chạy đến chợ Ngọc Hồi, hai thanh niên bảo mình rẽ vào ngõ rồi dừng lại. Mình vừa dừng lại thì từ phía sau một chiếc mũ bảo hiểm tát mạnh vào đầu. Mình choáng váng lăn ra đất. Tiếp đến hai thanh niên liên tiếp lao vào đấm đá và vụt gậy vào người. Đến khi dân làng truy hô, đôi thanh niên mới bỏ chạy. Tuy nhiên vụ đó mình lãnh đủ. Một cánh tay bị gãy, mũi bị dập và đầu chảy loang máu, anh Mùi hãi hùng kể lại. Một thời gian sau anh hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên sau cuộc trả thù vì chăn dần địa bàn làm ăn đó, anh Mùi không trở lại vị trí đón khách cũ nữa. Anh bắt mối và trở thành người vận chuyển cho những chân dài chuyên bán phấn buôn hương. Anh bảo công việc đó nhàn hơn vì không phải đi kiếm khách. Số tiền bo của các chủ chứa cũng như các chân dài cũng nhiều hơn. Thế nhưng để đến được với công việc ấy, anh cũng đã từng bị đánh đến nhập viện khâu chén vì chót chăn việc của đàn anh mà không hề hay biết. Nữ tài xế bỏ chạy thục mạng vì bị khách sàm sỡ. Vừa lên xe, hắn vừa sờ nắn vào đùi vừa rủ rê tôi đi khách sạn. Tôi chỉ cần nói thích gì thì hắn sẽ chiều nấy. Nữ tài xế Nguyễn Thị Hắc nhớ lại. Góc khuất nghề lái taxi kể về những câu chuyện dở khóc dở cười phía sau vô lăng của những tài xế gắn bó lâu năm với nghề. Khi nghe những câu chuyện, chúng ta sẽ hiểu hơn về nghề tài xế, những khó khăn, vất vả, áp lực, từ đó có cách hành xử văn hóa hơn khi sử dụng loại dịch vụ này. Sau vài lần lỗi hẹn, cuối cùng chúng tôi gặp chị Hắc, 35 tuổi, ở Nam Định, hiện đang là tài xế một hãng taxi ở khu vực Hà Đông, Hà Nội, trong một buổi chiều mưa đầu tháng 8. Chị Hắc chia sẻ cho chúng tôi nghe những câu chuyện về những lần chở khách mà tưởng chừng như chị sẽ chôn chặt chúng đến tận cuối cuộc đời. Chị Hắc có dáng người thấp nhưng khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười. Hỏi ra mới biết sau khi học hết cấp 2, chị rất muốn trở thành một nữ tài xế lái xe taxi nên đã đến một trường trung cấp nghề để đăng ký học.
Trong tiềm thức của chị, làm nghề này không phải khân vác nặng nề, công việc có thể phải thức đêm mò hôm nhưng dù sao cũng nhẹ nhàng, dễ chịu và có thu nhập. Vì vậy, sau khi học xong, chị xin lái xe cho một hãng taxi tư nhân. Theo chị, càng chạy được nhiều thì càng có nhiều tiền, phải chịu khó bắt khách nhiều thì thù lao mới cao. Tuy nhiên, cũng vì chạy xe nhiều nên chị cũng gặp vô vàn những câu chuyện buồn, những câu chuyện mà đến giờ chị vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh. Chị Hắc cho hay, con gái làm nghề tài xế cũng không phải hiếm. Hồi đầu mình bị gia đình phản đối kịch liệt, sợ con gái ra đường, đi đêm, đi hôm lại gặp chuyện này, chuyện nọ. Nhưng vì đam mê, yêu thích, vì bát cơm manh áo nên mình vẫn quyết tâm đi làm. Đi làm tôi mới ngộ ra một điều rằng, nghề tài xế này thật lắm rủi ro. Chỉ khi mình là người ở trong cuộc thì mới thấy được sự nguy hiểm là như thế nào với những nữ tài xế. Và tấm bi kịch đầu tiên đã xảy đến. Lần đó tôi đang chạy xe tìm khách ở khu vực Gia Lâm, Hà Nội thì thấy một vị khách to cao, ăn mặc rất lịch sự nhưng say rượu vẫy xe. Không chần chừ, tôi đã đỗ lại và đón ông ta lên xe. Khi ông ta lên tới xe, tôi hỏi anh đi đâu ạ? Ông ta trả lời, cứ đi đi, đến tôi chỉ. Rồi tôi cứ đi, đi mãi. Đột nhiên ông ta bảo, anh say quá, em tìm cho anh cái nhà nghỉ ngủ tạm, mai anh về nhà. Nói chưa hết câu, người khách chỉ tay vào nhà nghỉ bên đường rồi yêu cầu tôi dừng lại. Sau khi đỡ ông ta vào, tôi hỏi tiền xe thì ông ta sờ soạng, bảo tôi ở đây cùng ông ta. Sợ quá tôi bỏ của chạy lấy người, chẳng thiết tha gì đến đòi tiền xe nữa. Lần khác tôi bị một cậu thanh niên choai choai, xâm trổ, giở trò. Lúc đó khi vừa lên xe được một đoạn đường ngắn, cậu ta đã cho tay lên đùi tôi sờ nắn. Bất ngờ tôi dùng một tay đẩy ra và nói, anh bỏ tay ra ngay nếu không mời anh xuống xe. Nghe tôi nói xong, cậu ta cười khanh khách rồi đáp, tí ăn bo tiền, em thích gì ăn chiều nấy. Tức quá, tôi quét, cút ra khỏi xe thì cậu ta thản nhiên mở cửa đi xuống mà không đề cập gì đến chuyện trả tiền. Lúc đấy, đuổi được anh ta xuống, tôi nhẹ cả cục nợ nên coi như của đi thay người, chị Hắc nhớ lại. Chị Hắc cũng cho hay, ngoài gặp phải khách hàng yêu dâu săn, chị còn gặp khá nhiều người ngà ngà bia rượu vì vừa ăn cơm tối hoặc vừa xong bữa nhậu. Những khách hàng này thường hay nói nhiều, hỏi lung tung, ầm ĩ, khó chịu cho người lái. Những lúc ấy phải mềm mỏng, giải thích nhẹ nhàng cho họ hiểu để họ giữ im lặng và không gây hấn hay thù hằn gì với mình. Cũng đã nhiều lần chị bỏ tiền túi bù cho chủ xe đủ số tiền định mức của mỗi lần chạy xe. Chị chia sẻ, nhiều người họ lỡ quên ví, lật tất cả các túi cũng không đủ tiền. Họ đã xin mình không thể không đồng ý, cũng không thể bắt bẻ, to tiếng hoặc đuổi người ta xuống xe. Dù sau đó phải bỏ tiền túi ra bù cho đủ. Có lẽ cũng chính từ những hành khách như vậy mà bây giờ đi đâu chị cũng đặt hai câu cẩn thận lên hàng đầu. Là phận nữ lại là cái nghề nhiều rủi ro nên tôi phải cẩn thận hơn để phòng ngừa bất trắc, chị Hắc nói. Chị Hắc cũng chia sẻ, sau đó chị xin vào làm tài xế cho một hãng xe có tiếng ở Hà Nội. Từ khi đi làm ở môi trường mới, chị quen và kết hôn với chồng cũng là một tài xế lái taxi. Năm nay tôi có hai cháu rồi, cả hai tôi đều gửi về quê cho ông bà nội chăm sóc. Cho vợ chồng tôi cùng dự định năm tới sẽ mua xe riêng cho chồng tự lái. Nói tới đây, chị Hắc lại nhìn về phía xe. Đã nhiều năm rồi chị chưa được ngồi ăn cơm bữa nào đoàn tụ với gia đình, các con. Cũng tủi thân lắm nhưng biết làm sao khi đã chót theo nghề, chị Hắc tâm sự. Khi bị quấy rối tình dục, theo chuyên gia tâm lý Văn Thanh Sĩ, tổng đài 1088, khi bị quấy rối tình dục cần tỏ thái độ kiên quyết. Đừng cười khi nghe những lời trêu đùa bóng gió về tình dục, cũng đừng tham gia bàn tán bậy bạ về tình dục. Khi có dấu hiệu lạm dụng xảy ra, bạn phải quyết liệt bảo vệ chính mình. Những kẻ đó thường không lùi bước trừ khi bạn cho chúng thấy quan điểm rõ ràng của bạn. Thẳng thắn và bình tĩnh nói rõ với kẻ quấy rối là bạn không chấp nhận lời nói và hành vi của hắn. Nếu như thế vẫn chưa đủ, bạn hãy gọi cảnh sát và tìm mọi cách để tránh xa những kẻ đó ra. Theo ông Đỗ Quốc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, đối với một tài xế trước khi lái xe, họ cần được đào tạo các kỹ năng cần thiết để đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Hơn hết, trên mỗi chiếc xe hiện nay cũng có trang bị hệ thống bộ đàm để tài xế có thể báo cáo những tình huống nguy cấp có thể xảy ra về trung tâm để họ có biện pháp ứng cứu kịp thời. Tài xế Uber dí dao cướp tài sản của bà bầu ở Sài Gòn. Chở khách vào con hẻm ở trung tâm Sài Gòn, tài xế Trọng chốt cửa, dí dao vào người phụ nữ đang mang bầu và yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ bị xử đẹp. Ngày 29 tháng 8, Công an phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
đang tạm giữ hình sự Trần Đức Trọng, 35 tuổi, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân là chị Bùi Thụy Bảo, 34 tuổi, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 18h50 ngày 25 tháng 8, chị Bảo đón xe dịch vụ Uber do tài xế Trọng cầm lái từ đường Đinh Tiên Hoàng vào hẻm 17 Lê Duẩn. Trong quá trình di chuyển, chị Bảo thấy tài xế đi sai đường nên thắc mắc thì người này chuyển hướng rồi cho xe leo vào một con hẻm. Anh ta chốt cửa rồi dí dao vào cổ tôi và yêu cầu đưa tiền, điện thoại, nếu không sẽ bị đâm chết, nạn nhân kể lại. Sau khi lấy được 3 triệu đồng, một điện thoại từ chị Bảo, tài xế Trọng đuổi nạn nhân xuống xe và đe dọa, nếu la lên sẽ dùng dao đâm chết hoặc tông xe vào người. Bị cướp, nạn nhân đến công an phường trình báo và Trọng bị bắt ngay sau đó. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Tên nạn nhân đã được thay đổi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.